chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự liên kết. Liên kết có nghĩa là gì? Trên một biểu mẫu, chi nhánh của bạn xác định mối quan hệ của bạn với tổ chức. Ví dụ cựu sinh viên, học sinh, phụ huynh hoặc nhân viên. Người dùng có thể chọn nhiều chi nhánh khi đăng ký. Khi bạn đã chọn đơn vị liên kết của mình, biểu mẫu đăng ký sẽ điền các chương trường liên quan đến bạn. Liên kết đại học nghĩa là gì? Một trường liên kết hoặc trường cao đẳng liên kết là một cơ sở giáo dục hoạt động độc lập nhưng cũng có thỏa thuận hợp tác kiến thức và một cơ sở khác, thường là cơ sở lớn hơn, có thể có một số mức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với các chính sách, tiêu chuẩn hoặc chương trình học tập của nó. Tôi nên viết gì trong liên kết? Chi nhánh của bạn sẽ là một công ty của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải điền vào vị trí của bạn trong công ty và các chi tiết khác trong một việc nộp. Có nên không có các biến chứng đặc biệt phát sinh, trừ khi bạn có một số lợi ích mâu thuẫn về tài chính hoặc khác với chủ đề của bài báo. Liên kết tôn giáo nghĩa là gì? Liên kết tôn giáo là sự liên kết tự xác định của một người với một tôn giáo, giáo phái hoặc nhóm tôn giáo dưới giáo phái. Các khái niệm hỗ trợ sau đây được định nghĩa trong bản chú giải thuật ngữ và tài liệu tham khảo tôn giáo. Công giáo có phải là một tôn giáo không? Cơ đốc giáo là một tôn giáo quan trọng nhất trên thế giới, bắt nguồn từ cuộc đời, lời dạy và cái chết của Chúa Giêsu. Công giáo La Mã là nhánh lớn nhất trong ba nhánh chính của Cơ đốc giáo. Như vậy, tất cả những người Công giáo La Mã đều là Cơ đốc giáo, nhưng không phải tất cả Cơ đốc nhân đều là Công giáo La Mã. Ví dụ liên kết tôn giáo là gì? Trong đạo luật hình bình đẳng, tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể có nghĩa là bất kỳ tôn giáo nào. Ví dụ một tôn giáo có tổ chức như Cơ đốc giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hoặc Phật giáo, hoặc một tôn giáo nhỏ hơn hoặc Pagan giáo, miễn là nó có cấu trúc và hệ thống tín ngưỡng rõ ràng. Liên kết công nhân là gì? Công dân là gì? Tổ chức hành chính có nghĩa là một công ty dựa vào cộng đồng, câu lạc bộ, ủy ban, hiệp hội, tập đoàn hoặc bất kỳ tổ chức hoặc nhóm người nào khác hoạt động trong một buổi hòa nhạc, bao gồm những người là thành viên của tổ chức đó trên cơ sở tự nguyện và chủ yếu được thành lập để giáo dục thêm, từ thiện, tôn giáo. Phân biệt đối xử theo tôn giáo là gì? Phân biệt đối xử tôn giáo là đối xử khác nhau giữa các cá nhân trong công việc vì tôn giáo, niềm tin và thực hành tôn giáo của họ, hoặc yêu cầu của họ về chỗ ở, thay đổi quy tắc hoặc chính sách tại nơi làm việc về tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của họ. Tại sao liên kết cần thiết quan trọng? Mọi người làm tốt điều này bởi vì chúng ta được thiết kế sinh học để sống, vui chơi, phát triển và làm việc theo nhóm. Về cốt lõi, chúng ta là những sinh vật xã hội. Sự liên kết là sự mạnh cho phép chúng ta tham gia những người khác để tạo ra thứ gì đó mạnh mẽ hơn, thích ứng hơn và sáng tạo hơn bất kỳ cá nhân nào. Liên kết đại học nghĩa là gì? Một trường liên kết hoặc trường cao đẳng liên kết là cơ sở giáo dục hoạt động độc lập nhưng cũng có thỏa thuận hợp tác chính thức với một cơ sở khác, thường là cơ sở lớn hơn, có thể có một tổ chức độ kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với các chính sách, tiêu chuẩn hoặc chương trình học tập của nó. Liên kết giữa các cá nhân là gì? Mối quan hệ giữa các cá nhân là các liên kết xã hội, kết nối hoặc liên kết giữa hai hoặc nhiều người. Chúng khác nhau ở các mức độ thân mật và chia sẻ khác nhau, ngụ ý khám phá hoặc thiết lập điểm chung và có thể xoay quanh điểm chung. Tính liên kết cao trong giao tiếp là gì? Những người có nhu cầu liên kết cao cần có mối quan hệ hấp ấm áp giữa các cá nhân và sự chấp thuận của những người mà họ thường xuyên tiếp xúc. Có một mối liên kết chặt chẽ với những người khác làm cho một người cảm thấy như thể họ là một phần
của điều gì đó quan trọng tạo ra một tác động mạnh mẽ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.